Hello, hello các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc trải nghiệm một ngày ở khu du lịch sinh thái Yên Trung, thuộc xã Yên Trung, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Và bây giờ mình sẽ review cho các bạn về nơi này. Nơi này có một cái view mình nghĩ là cũng khá đẹp. Mình sẽ review sơ qua cho các bạn. Đấy. Chúng ta có những cái cầu này, cái cầu bắc qua sông. Nơi này. Đây mình sẽ review. Đây là một cái nhà thuyền rất tuyệt vời. Mình cảm giác nó nơi này khá đẹp và là một nơi lý tưởng để chúng ta đến đây để check in chụp ảnh. Đấy. Đây mới cống mà. Phải đi một vòng. Không, không. Đấy, mình sẽ review. Đây là một trong những mình sẽ review đi trên cầu, khá đẹp. Nơi này nếu mà nói về quang cảnh thì mình cũng nghĩ là nó tuyệt vời để các bạn đến tham quan. Chúng ta có những cái nhà nó rất độc và lạ này, bể bơi này, nhà thuyền này. Đấy. Mình quay vòng một vòng cho các bạn xem về khu du lịch sinh thái Hồ Yên Trung. Đây. Chúng ta sẽ bắt đầu ta tiến sang bên kia. Nơi đấy là nơi mà có một cái cầu rất độc và lạ. Em ơi, ra quay cho anh cái nào, đàn nào. Bây giờ anh sẽ đi qua cái cầu này, xong rồi anh ra cái cầu treo kia. Đẹp quá. Đúng rồi. Đi treo nhá. Đây là cầu lắc Sparking Bright. Mình sẽ trải nghiệm đứng trên cái cầu này xem thế nào. Đúng là nơi này thật sự là nếu các bạn mà đi thì sẽ bị ngã xuống dưới đây. Mình sẽ kết thúc hay đấy. Rồi tắt đi, rồi đi vào đây đi. Thử lên xem nào. Đông người. Cái này nó phải đông người thì nó mới. Đây chúng ta sẽ trải nghiệm một cái cuộc. Đông chưa? Đông cơ. Em
vào im lặng đi, không anh không vào đâu. Cái này phải đông người cơ. Chỉ cần trích 1 euro mỗi ngày, 30 euro mỗi tháng, 360 euro mỗi năm, tương đương 9 triệu đồng, sẽ đổi phí học cho một học sinh tại Việt Nam. Và chỉ cần 1% du học sinh tham gia dự án, sẽ có 1.300 học sinh tại Việt Nam được đến trường. Với tính toán như vậy, hai bạn trẻ đã quyết tâm thực hiện và triển khai dự án tại Việt Nam. Nghiên cứu sinh Kim Thảo cho biết. Đây là một sáng kiến được xây dựng theo một dạng nhân ái, có thể kết nối được các bạn du học sinh Việt Nam đến toàn cầu để gây một quỹ học bổng tiếp sức cho các em học sinh nghèo ở Việt Nam được tiếp tục đến trường. Theo khảo sát của dự án, trong năm học 2017-2018 ở Quảng Trị có 643 học sinh bỏ học, Tây Ninh có 540. Đây là cái nôi để đưa con ngày xưa đây nè. Cả nước 63 tỉnh thành có hàng trăm ngàn học sinh bỏ học mỗi năm. Một trong những nguyên nhân chính khiến học sinh bỏ học. Chuồng gà. Bếp. Ở đây mát nhỉ.
Rồi.